好好翻一翻那错过的纪念，那些迷惘路口有你陪我流泪的夏天。时光过客，还来不及去迎合，胸口的微热总是恨不得把你守护着。 You are my pretty sunshine， 美丽的世界好好坏坏只是无谓空白。答应我那天走失了人海，一定站在最显眼路牌等着我，一定会来。 You are the pretty sunshine of my life， 等着我不要再离开。Vào trong đi. Nhà tôi chỉ có nước lọc thôi. Cô đến tìm tôi có việc gì? Em... Hôm nay lúc em đến bệnh viện, bác sĩ nói anh đã xuất viện rồi. Nếu như cô đến chỉ để thăm bệnh, vậy thì hãy về đi. Hồi nãy tôi nghe không lầm thì hình như cô nói là đang muốn ngoại tình. Tôi thấy rất vinh dự vì được cô để mắt đến. Không phải đâu. Không cái gì? Không lẽ cô chưa kết hôn? Đó chỉ là cái cớ để đối phó với tôi thôi sao? Được. Cô hãy nói cho tôi biết, cô muốn tôi làm gì đây? Làm người tình bí mật của cô ở trong nước, hay chỉ là vụ ngoại tình đáng xấu hổ của cô? Triệu Mặc Sinh, tôi nói cho cô biết, cô đừng có ảo tưởng. Em và anh ấy, em đã... Em đã ly hôn rồi.
về. Em ly hôn rồi. Ly hôn? Cô cho rằng Hà Dĩ Thâm tôi lại đi cần một người đàn bà đã ly hôn như cô sao? Em với anh ấy không giống như anh nghĩ. Đúng rồi. Cô không cần kể với tôi những chuyện giữa cô và chồng cũ của cô. Nếu cô muốn được thương xót hay an ủi thì tôi nghĩ cô đã tìm sai người rồi. Em về đây, làm phiền anh rồi. Em xin lỗi. Khoan đã. Để tôi đưa cô về. Không cần đâu, em về một mình được mà. Đương nhiên là được rồi. Nhưng mà nếu xảy ra chuyện gì không hay thì tôi sẽ là nghi phạm. Tới lúc đó mất công lại phải dây dưa với nhau. Vậy làm phiền anh. Cô hãy nhớ, đây là lần cuối cùng. Cho tôi một lý do. Lý do gì? Hãy nói là em yêu tôi. Nhị Thâm, em không cần nói nữa. Vào nhà đi. Ngày mai tôi sẽ trả lời. Tôi nhẹ nhàng thả tay, cúi đầu trầm m默. 安静的嘶吼，分开不过是眼泪暂时停留在我的眼眸。从今后你的难过不再有我，是否忘记我？再一万次你回过头，你会发现还有我。 陌生的问句总是来不及代替我的不安着急，这一场游戏没有人犹豫，伤我绰绰有余。 等待最后一点，最后一遍，最后一天，最后一点，滴滴答答，消失的世界，最后这场爱情难逃浩劫，倒数幻灭，这咸咸的告别，沿海岸线终结。
几乎忘了最初那种缓慢时光的虚度，找到目理由。爱情疯狂的程度，谁理由也还不如麻木。还说了em yêu tôi, 你从不在乎，陪我跳完最后这支舞。当每一天不能结束，我爱着你多辛苦。陌生的问句总是来不及代替我的不安着急。这一场游戏没有人犹豫，像我绰绰有余。em đã ly hôn rồi. 一眼最后一遍，最后一天。đúng vậy. em ly hôn rồi. ly hôn.最后这场爱情，cô cho rằng Hà Dĩ Thâm tôi là đi cần một người đàn bà đã ly hôn với cô sao? Em với anh ấy không giống như anh nghĩ đâu. Đủ rồi, không cần kể với tôi những chuyện giữa cô và chồng cũ của cô đâu. Nếu cô muốn thương xót hay an ủi thì tôi nghĩ cô tìm sai người rồi. Em về đi. Làm phiền anh rồi. Em xin lỗi. Cô Triệu Mạc Sinh, chúng tôi trân trọng mời cô và người thân đến tham dự buổi triển lãm ảnh từ thiện tại Los Angeles, được tổ chức bởi Học viện Visual Art. Kính gửi ông Ương Huy, chúng tôi trân trọng kính mời ông và người thân đến tham dự buổi lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường Đại học Trường Hoa và phát biểu với tư cách là cựu sinh viên danh dự của trường. Em hãy mang tất cả giấy tờ tùy thân của em xuống đây. Đủ chưa? Đủ rồi. Nhưng mà giấy tờ để làm gì vậy? Đi đến quỹ ban
ủy ban sao? Đúng vậy, đi đăng ký kết hôn. Kết hôn? Dĩ Thơm, nếu không muốn thì xuống xe. Em muốn. Em chắc chứ? Anh còn nhớ em đã từng nói gì không? Nếu như sau này anh nhất định là chồng em, vậy tại sao em không sớm sử dụng quyền lợi của mình chứ? Nhưng thực tế chứng minh suy nghĩ đó chỉ tạo nên sai lầm. Em vẫn muốn đi vào vết xe đổ sao? Đi thôi. Mời anh chị xuất trình chứng minh thư và sổ hộ khẩu. Anh chị có tấm hình nào chung không? Không có. Mời anh chị đi lối này, rẽ trái. Phòng chụp hình ở cuối đường. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Rồi, bây giờ cô gái ngồi sát vào bạn trai đi. Sát thêm một chút nữa. Cậu cũng phải ngồi sát sát vào bạn gái một chút. Tốt. Cô gái cười lên đi. Cậu cũng cười tươi lên một chút đi mà. Được, như vậy nha. 1, 2, 3. Chị đẹp trai thiệt đó. Cảm ơn. Nè, sao em nói như vậy chứ? Chồng đẹp trai của em đang ngồi ngay đây nè. Anh đừng có mà nằm mơ. Coi kìa, trời không có gió làm sao mây bay dữ vậy ta. Đúng, bởi vì có chồng đẹp trai của em đang thổi cho em chứ sao. Nè, anh chị quen nhau trong hoàn cảnh nào vậy? Chuyện cũng đã lâu lắm rồi. Đó, chúng tôi đang học đại học. Sở thích của tôi chính là chụp hình, cho nên tôi thường mang theo máy chạy khắp nơi. Sau đó tình cờ gặp anh ấy. Tôi ra ngoài một lát. Chồng của chị cũng ngầu thiệt đó. Thôi. Bây giờ em đổi ý vẫn còn kịp. Mình vào đi. Triệu Mặc Sơn, đây là lựa chọn của em.
Anh chị tự nguyện kết hôn có đúng không? Đúng. Đưa tôi xem. Cảm ơn, cảm ơn. Anh chị đợi một lát. Anh chị mời kiểm tra lại thông tin xem. Nếu không có gì sai sót thì ký tên vào đây. Được. Ký đi. Em không còn cơ hội để hối hận nữa đâu. Xin lỗi, cô có tự nguyện hay không vậy? Đương nhiên rồi. Hồi nãy tôi chỉ đang nghĩ coi rèm cửa sổ nên chọn màu gì thôi. Được rồi, cảm ơn. Đây là giấy đăng ký kết hôn. Cảm ơn. Chúng tôi tự nguyện kết thành vợ chồng. Bắt đầu từ ngày hôm nay, nguyện sẽ luôn kề vai sát cánh bên nhau. Hôn nhân tượng trưng cho trách nhiệm và nghĩa vụ, hiếu thuận cha mẹ, dạy dỗ con cái, yêu thương tôn trọng, tin tưởng phấn đấu, nhường nhịn bao dung, đồng cam cộng khổ, yêu thương trọn đời. Từ nay, dù cho sung sướng hay khổ cực, dù có giàu sang hay nghèo đói, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, dù trẻ hay già, chúng tôi đều sẽ cùng nhau sẻ chia, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, trở thành một đôi bên nhau trọn đời. Người tuyên thệ Triệu Mặc Sanh. Người tuyên thệ Hà Dĩ Thâm. Chuyển đồ đạc của em đến nhà tôi. Về màu sắc của rèm cửa, nếu thích em có thể thay đổi. Dùng thẻ này đi. Mật khẩu 973356, nhớ chưa? Cái này không cần đưa cho em. Em cũng có. Tôi không muốn chúng ta mới vừa kết hôn mà đã cãi nhau về tiền bạc. Vậy còn anh thì sao? Tôi phải đi công tác một tuần ở Quảng Châu. Một giờ nữa máy bay cất cánh. Luật sư hả? Tôi cứ nghĩ là anh không tới chứ. Xin lỗi, tôi có việc cần giải quyết. Chúng ta lên máy bay rồi nói tiếp. Dạ. Mình kết hôn rồi. My life 等着我 不要再离开
một chút. Mình nghe nè, Mạc Sên. Chị ơi, cái này có được không? Sao vậy? Nói đi. Chú Mai, mình kết hôn rồi. Cậu làm sao? Cậu nói lại coi. Mình kết hôn rồi. Với ai? Cậu đoán đi. Đoán đúng thì được 5 triệu đó nha. Là Hà Dĩ Thâm chứ còn ai nữa. Mình cảm thấy mình nên kể chuyện này cho cậu biết. Với lại ngoài cậu ra, mình cũng không có ai khác để mà kể nữa. Ít ra thì vẫn còn có một người dư cùng với mình. Nè, mình không có vui đâu. Lại phải tốn tiền mừng rồi, có gì mà vui chứ. Nhưng mà cậu cũng siêu thiệt đó. Xử lý đại nam thần một cách nhanh gọn luôn. Hình như vẫn chưa ổn lắm, nhưng mình tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Về chuyện này thì mình hoàn toàn tin tưởng cậu. Bây giờ mình chỉ có 4 chữ để nói với cậu thôi. Nghe cho rõ nha. Chúc cậu hạnh phúc. Mình sẽ hạnh phúc. Mình nhất định sẽ hạnh phúc. Do you remember me? We met in the party half year ago. Sir, it's my person Kyle. Please don't press me. Oh, I'm sorry. Đi. Sau này có thể để nó trong album nội bộ của công ty các anh. Nhưng anh nhìn đi, anh không cười gì hết. Có phải là quá nghiêm túc không? Nhân viên của anh mà nhìn thấy hình này lại tưởng là cọp, chạy mất dép luôn đó. Đúng rồi. Cứ như vậy nhé. Được rồi đó. Đúng, cười lên. Được rồi. Để em chụp thêm cho anh. Ask Mr. Smith to wait in my office. I need him now.
Smith, I've just made a decision. I will completely not submit the divorce settlement. You've made a decision? I must say, it's a crazy decision. No, it's not. It can be more sensible. I've already hesitated too long. Fortunately, it's not too late. But if Miss Zhao finds out the truth... I'd rather you call her Mrs. Yin. After all, we haven't got divorced yet, right? But Miss... Mrs. Ying maybe thinks she's already divorced. After all, she has a divorce decree from the court. Yes, she thought that was judgment. Recently, I will stay in China. Don't forget to give me the settlement. I will deliver it by myself. Yes, I got it. Boss. Reply the formal email to Changhua University. I will accept the invitation and attend the university anniversary and make a speech. In addition, donate 30 million to the school in the name of my wife and me. Miss and Mrs. Yin? Yes, Miss and Mrs. Yin. By the way, book flight to Shanghai for me. Weekend. Yes, sir. Để đây nha. Nè, còn nữa đó. Cũng tay to mặt lớn lắm đó, mới được mình tới dọn nhà giùm. Có biết bao lâu rồi mình không vận động không hả? Xong việc mình sẽ mời cậu một bữa ngon, ăn gì cũng được. Đương nhiên là phải vậy rồi. Nè. Nhìn bộ dạng của cậu bây giờ giống cậu hồi đại học lắm đó. Nhưng có cần phải tới mức này không hả? Tự nhiên lại đi kết hôn bất ngờ như vậy. Cậu nói chuyện đàng hoàng một chút không được hả? Chỉ là mình làm theo tiếng nói của con tim. Nè, xin lỗi nha, mình là sinh viên khoa hóa, chỉ biết tuân thủ công thức thôi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bao nhiêu là thùng, hai đứa mình làm sao khiêng nổi đây? Sao hôm nay cậu không nhờ đàn ông chứ? Lộ diễn phòng ở tòa soạn đâu? Lao động sẵn có còn gì, kêu anh ta tới đi. Không cần đâu, mấy chuyện này mình tự làm được mà. Nhưng nhà này là do anh ấy tìm cho mình. Suýt nữa thì quên nói với anh ấy một tiếng. Vậy sao? Nhanh lên, làm việc thôi. Bộ... Cô chuyển đi rồi sao? Đúng vậy, xin lỗi vì đã không nói trước với anh. À, không sao đâu. Ê, nhưng mà mọi việc đang yên ổn, tại sao cô lại chuyển đi vậy hả? Có phải là có vấn đề gì không? À, không phải đâu, chỉ là lý do cá nhân thôi. Nhưng mà tôi sẽ trả tiền nhà theo đúng hợp đồng thỏa thuận. À, không sao, anh em tốt mà. Nói một câu là được.
Gặp cô sau nha. Cảm ơn anh, tạm biệt. Được rồi, tạm biệt. Chào em. Anh đến rồi. Đã dặn anh không cần đến đón nữa mà, sao anh vẫn đến vậy? Bạn gái đó hả? Nếu như nói không cần đến đón thì có nghĩa là nhất định phải đến đón. Hơn nữa anh cũng không bận gì nên đến thôi. Em có tính đi đâu không? Em tính về nhà, vẫn còn công việc chưa xong nên em phải về nhà làm tiếp. Hay bây giờ tụi mình đi ăn nha, em cũng phải ăn cơm mà. Không cần đâu, em gọi ít đồ ăn là được rồi, em không còn nhiều thời gian. Đồ ăn ở bên ngoài không sạch đâu. Hơn nữa thật sự không cần mà. À, hay là để anh đưa em về nha. Không cần đâu, anh quên rồi hả? Em lái xe đến mà. Ờ, hay là anh tiễn em ra bãi đậu xe đi. Được á. Hình như dạo này em có chuyện gì không vui hả? Suốt ngày thấy em mặt mày ủ rũ, có cần tâm sự gì với anh không? Không vui hả? Đâu có đâu, chắc là dạo này do áp lực công việc nhiều thôi. Hồi nãy anh nói chuyện điện thoại với ai vậy? Là Mặc Sên. Nhà cô ấy đang ở là nhà của bạn anh. Lúc vừa mới về nước, anh đứng ra thuê nhà giúp cô ấy. Bây giờ cô ấy chuyển đi nên gọi điện báo cho anh biết. Mặc Sên chuyển nhà sao? Chuyển đi đâu vậy? Anh cũng không biết nữa. Dĩ Mai. Dĩ Mai. Hả? Chuyện gì? Xe của em. Em đi trước nha. Đi cẩn thận. Mãi mãi không còn chỗ cho mày. Đồ đạc của mình để ở đâu đây ta? Gọi điện hỏi thử coi. Luật sư Hà có nhà không? À, anh ấy đi công tác rồi. Xin hỏi cô là... Tôi họ Chu, là hàng xóm của luật sư Hà đó. Hình như tôi chưa gặp cô bao giờ hết. Cô là gì của luật sư Hà vậy? Tôi là vợ của anh ấy, chúng tôi mới kết hôn. Lần trước tôi có mượn đồ của luật sư Hà mà lại quên chưa trả, còn làm mất nữa, thật là ngại với anh ấy quá. Cho nên hôm nay tôi có làm há cảo mang qua bên đây nè, cô nhận đi. Cảm ơn cô. Vậy giờ tôi về nhà nha. Tạm biệt. Thank you.
có chuyện gì? Là như vậy, hồi nãy cô Chu hàng xóm có mang hát gạo qua cho anh. Cô ấy nói lỡ là mất đồ mượn của anh rồi. Em nghi ngờ sao? Em yên tâm, cho dù là trước đây anh có ý gì với cô ấy thì cũng chưa từng theo đuổi. Em muốn hỏi anh, em có thể sửa phòng để đồ thành phòng làm việc của em không? Tùy em, có gì quan trọng hơn không? Thì em, đồ đạc em chuyển tới nên để ở đâu đây? Bà Hà, chồng bà sức khỏe và tâm lý đều bình thường, tạm thời chưa có ý định ly thân đâu. Sao tự nhiên mình lại hỏi chuyện đó chứ? Khi nào anh về? Tối thứ sáu. Dạ được, em chờ anh.从今后你的难过不再有我是否忘记我再一万次你会过头你会发现还有我陌生的问句总是来不及代替我的不安着急 这一场游戏没有人犹豫，剩我绰绰有余。等待最后一眼，最后一遍，最后一天，最后一点滴滴答答消失的时间。 最后这场爱情难逃浩劫到处幻灭这咸咸的告别沿海岸线终结这咸咸的告别沿海岸线终结